Sáng ra tới bụng mà nghe chị đẹp nói có chừa mình nguyên dĩa đồ ăn mừng ghê á. Nhiều thiệt, nguyên dĩa luôn nè. Mặc dù hơi buồn nhưng mình cũng phải ăn hết 3 cái bánh đó luôn. Ăn 2 cái rưỡi thôi. Tại vì giận quá mà nên thôi mình đi ăn lẩu. Mà phải có nguyên cái tủ viên thả lẩu tự chọn này nè. Muốn ăn cái gì thì gấp cái đó vậy nó mới đã cái nư chứ. Vì bữa nay đi một mình nên mình sẽ ăn cái combo 2 người. Ăn vậy nó mới lấp đầy được cái nỗi buồn này. Mà ở đây có mấy bạn nhân viên bày cho mình ăn cái kiểu này cũng dính dễ sợ. Tàu hủ kia mà cuốn ba rọi bò với chả tôm rồi chấm vào cái nước sốt tự pha. Ăn nó có cái vị béo béo mà ngon lạ lắm kìa. Bước khởi đầu là vậy, bây giờ mình mới chính thức chiến cái nồi lẩu này nè. Quanh đi quẩn lại thì mình vẫn ưng mấy cái viên thả lẩu này nhất. Đã vậy còn nhiều viên nữa chứ không giống như ba viên hồi sáng. Nhắc tới buồn ghê nên mình phải đẩy nhẹ nguyên gói mì này cái đã. Nói chứ trời mưa mà đi ăn lẩu là hết bài luôn đúng không? Mà lẩu giá ổn áp nữa thì mới thích chứ. Tại ở đây tên Thái Sumo nên mình phải kêu thử cái nước lẩu Thái. Thêm một ngăn nước lẩu tâm dâm nữa. Vị nào cũng đậm đà chua chua cay cay nên phải nhúng tới tấp mấy cái miếng ba rọi bò này luôn. Mà công nhận chấm cái nước sốt mình pha ăn nó dính dễ sợ. Mình còn pha thêm mấy cái sốt khác để chấm mấy cái viên thả lẩu nữa. À, nói ăn lẩu mà chỉ mê mấy cái viên thả lẩu này thôi thì có sai quá không? Nhất là cái thanh cua này nè. Mà kêu thêm cái chả tôm này để nhúng lẩu là quá đúng đắn luôn. Cắn vô một cái là dai dai sực sực nhai đã lắm. Ăn ngon thấy cũng vui nên mình đẩy hết cái nồi lẩu đó luôn. Nói chung không phải mình ăn nhiều mà tại vì mình đang đói thôi. Vui quá thôi giờ về ăn nửa cái bánh còn lại nha.